là người không phải ma đừng có la đích tao nói là người không phải ma mà tao không có sợ ma ha tao sợ với cái bản mặt của mày đó thì gớm này biết không xúc phạm chỗ chị em nói thiệt tắm chưa mới tắm hôm thứ hai nha hôm nay thứ mấy thứ bảy mày ở dơ vậy luôn đó hả mày biến khỏi cái giường của chị lẹ biến không có gãi không có gãi đi xuống đi xuống cả đi, con tù,